Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Quang Hạnh. Nồi chiên không dầu 2GOOD Vortex S20 với dung tích 14,5 lít sẽ phục vụ hầu hết những món ăn mà bạn có thể chế biến với một chiếc nồi chiên không dầu. Hơn nữa với kích thước này sẽ đảm bảo phục vụ một bữa ăn cho gia đình từ 4 đến 5 người vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Vậy hôm nay hãy cùng mình đi khám phá ngay những điểm thú vị của sản phẩm này nhé. Nồi chiên không dầu 2GOOD Vortex S20 với thiết kế sang trọng được làm từ chất liệu cao cấp, kích thước là 33 x 35 x 38 cm, vô cùng nhỏ gọn nên bạn có thể dễ dàng di chuyển đặt ở bất cứ đâu trong bếp mà không lo vướng víu và cồng kềnh. Sản phẩm có vỏ bên ngoài được thiết kế trơn bóng, láng mịn, nồi hình vuông khiến cho không gian trở nên hiện đại và sang trọng hơn bao giờ hết. Bàn phím siêu nhẹ của nồi được thiết kế tiếng Việt nên bất cứ ai cũng có thể sử dụng thành thạo sau ít phút, phù hợp với cả người già, núi vặn cơ sử dụng đơn giản. Cửa nồi thiết kế thông minh trợ lực, mặt kính hai lớp trong suốt để quan sát thực phẩm bên trong, an toàn cho người sử dụng. Lòng nồi được làm bằng chất liệu inox 304 an toàn, đánh bóng, dễ dàng vệ sinh. Nồi được thiết kế 4 chân đế nhựa cao su, an toàn, chắc chắn trong quá trình hoạt động. Nồi chiên có các phụ kiện đi kèm bao gồm như một dụng cụ gắp, 2 vỉ nướng, một bộ xiên quay, một khay nướng, một đồng đảo, một khay nướng dầu và một trục quay roti. Nồi chiên không dầu 2GOOD Vortex S20 có công suất lên tới 1700W, ra nhiệt nhanh, nhiệt độ điều chỉnh từ 40 lên đến 220 độ C, vô cùng tiện lợi. Nồi được trang bị 3 chế độ có thể tùy chỉnh gồm nguồn nhiệt trên, nguồn nhiệt dưới và nguồn nhiệt kép, giúp đồ ăn trong nồi chế tạo một cách nhanh chóng mà không hề phải làm đi lật lại. Nồi được trang bị quạt motor cao cấp chịu được nhiệt độ cao, hoạt động bền bỉ, độ ổn thấp chỉ khoảng 65 đến 70A. Chức năng tự động ngắt điện khi cửa mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nồi chiên không dầu 2GOOD Vortex S20 tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nhờ những tính năng vô cùng hiện đại và thông minh. Sản phẩm hứa hẹn sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của chị em lựa chọn trong việc có những bữa ăn vừa ngon miệng, vừa chất lượng, lại không có quá nhiều dầu mỡ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình mình. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay đến hotline 024 6260 4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100%, nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán tận tâm, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.